chào các bạn. Mình ở đến máy xem Quang Minh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một mẫu TV 55 inch bán rất là chạy trong thời gian qua của hãng LG. Đó chính là mẫu TV LG 55 VUCA 6100. Đối với cái mẫu TV 55 inch này thì điều đầu tiên để nói về cái TV đó là về độ phân giải, về độ sắc nét của cái TV. Thì TV 55 VUCA 6100 sở hữu cái độ phân giải lên đến 4K. Nghĩa là nó sẽ gấp 4 lần cái độ nét so với cả TV Full HD thông thường. Ngoài ra nữa thì cái TV sở hữu màn hình với cái tấm lập tấm nền đó là IPS. Với cái tấm nền IPS thì các bạn sẽ có các cái lợi ích chính. Đầu tiên đó là về cái độ bền của màn hình thì sẽ là cao hơn độ bền các TV màn hình khác rất là nhiều. Thứ hai, do chất lượng hiển thị hình ảnh chân thực. Ngoài ra nữa thì góc nhìn rất là rộng lên đến 178 độ. Nghĩa là mình có thể ngồi ở từng góc nhà và mình vẫn theo dõi các cái màu sắc trên TV nó không bị biến đổi. Và thứ ba nữa là đối với màn IPS thì khi mà các bạn xem các cái chuyển động nhanh, ví dụ như là xem bóng đá hoặc là mình xem các cái trận bóng tennis hoặc là những cái mà cái vận tốc và di chuyển nó sẽ khá là lớn thì nó sẽ không có bị hiện tượng bóng mờ trên màn hình của mình. Để phân biệt được màn hình IPS thì bạn phải sờ vào màn hình này thì nó sẽ không có cái biểu một cái phần mà nó bị sáng sáng như màn khác. Ví dụ như các màn Samsung sử dụng màn VA thì nó sẽ bị vệt sáng đó. Ngoài cái điểm chính liên quan đến cái thiết kế màn hình của TV là cái quan trọng nhất và cái hiển thị nhất các bạn có thể xem ở trên TV của mình, thì ngoài ra TV này cũng là một cái TV thông minh sở hữu đó là hệ điều hành webOS 4.0. đây mình đang thao tác ở trên TV, bạn có thể theo dõi. Mình có rất nhiều ứng dụng khác nhau và có thể tải thêm ứng dụng về trên TV nữa. Có Clip TV này, rồi FPT Play, Zing TV, Netflix, YouTube, những cái chương trình mà các bạn có thể sử dụng internet để vào trên TV rất là nhanh. Ngoài ra thì có một cái điểm mạnh của dòng TV LG 55 VUCA 6100 này đó là cái khả năng cho cái độ tương phản rất là cao, cho hình hiển thị chính xác và có cái công nghệ nâng cao chất lượng hình ảnh. Khi mà một cái video thông thường của các bạn chiếu trên YouTube chẳng hạn nó chỉ là Full HD hoặc hơn Full HD một chút xíu thì cái TV có công nghệ là nâng cao chất lượng hình ảnh lên gần đến 4K, giúp cho hình ảnh TV hiển thị chân thực nhất có thể và sắc nét nhất có thể. Một cái điểm nữa mà cũng có thể là coi là điểm nhấn của dòng TV đó là về âm thanh. Thì cái TV LG của mình sở hữu cái công nghệ âm thanh vòm Virtual Surround rất là nổi tiếng, giúp cho mình xem các cái nội dung liên quan giải trí như phim này, nhạc này, nó sẽ là âm thanh rất là sống động. Sản phẩm này bên mình đang có chương trình hỗ trợ trả góp 0% lãi suất với cái mức trả trước đó là 30% thôi. Giá của nó là 17.900.000, đang có khuyến mại rất là sốc, được giảm giá trực tiếp 2 triệu đồng trên sản phẩm, đó là còn có 15.900.000 đồng. Nghĩa là gần tương đương khoảng tầm 16 triệu thôi là mình có thể sử dụng một cái TV 55 inch 4K Smart TV rồi. Cái trả góp thì mình sẽ trả trước khoảng độ 30% cái giá của sản phẩm ấy nhé. Nó tương đương độ khoảng tầm hơn 5 triệu chút xíu thôi. Còn số tiền còn lại thì các bạn chia dần trong khoảng tầm 4 tháng. Và cái số tiền này nó sẽ cộng thêm một chút xíu khi mà trả xong thêm khoảng tầm 1-200.000 như là tiền phí bảo hiểm, tiền phí độ hàng tháng. Để mà làm thủ tục trả góp thì mình chỉ cần có chứng minh thư với bằng lái xe hoặc chứng minh thư sổ khẩu thì mình có thể làm được hồ sơ rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình review về sản phẩm TV LG 55 VUCA 6100. Mẫu TV hot nhất hiện nay và đang có khuyến mại giảm sốc 2 triệu đồng kèm trả góp 1% lãi suất. Các bạn có thể qua siêu thị điện máy xem qua mình để tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn.